này á, mua được con cá hơi bị to luôn, thao ăn. Anh định làm gì đấy? Hả? Tránh sang một bên. Tránh luôn. Con này xuống. Lên. Đi. Lại. Làm gì vợ tôi đấy? Chết vợ ơi. Anh đây. Wow. Sao em được gì mà gấp thế? Cái thằng ngu. Sao mày không nói với tao là Linh có chồng rồi hả? À, thế sếp biết rồi à? Tao vừa vào nhà lão ấy, mới biết ra chuyện này. Một tí nữa thì không còn xương mà về nữa. Uầy. Ừ thì em định đợi mấy bữa nữa em ấy ly hôn cái lão già đấy mới nói cho sếp biết. Có thật không? Em nói thật chứ. Lão ấy nhá, vừa già này, vừa xấu này, mà cái bụng như thế thì còn làm ăn được gì nữa. Thì được vài hôm thôi. Ờ, cũng hợp lý nhỉ. Tôi cho cậu một cơ hội nữa. À mà em bảo này, dạo này em thấy em ấy không ở nhà, có khi đây lại là cơ hội tốt đấy sếp ạ. Là như nào? Sếp muốn biết được không? Lại đây. Sếp hiểu nhá. Ok đấy. Chốt như thế nhá. Làm tốt có thưởng. Ok luôn. Thôi, sếp đi đâu thì em té nhá. Bố. Hả? Đi làm đấy à? Dạ không, con đi ra chợ mua đồ về nấu cơm. Mà khi nào bố mới định đón mẹ về đấy à? Tao cũng đang mong đây. Bố phải sang đón mẹ luôn đi, không lại mất vợ như trời đấy ạ. Tao gọi điện thoại mấy chục cuộc, không thèm nghe đâu. Bố phải sang đón mẹ thành tâm vào chứ. Mà con nghĩ trong chuyện này mẹ không có lỗi đâu bố ạ. Ai mà chẳng có quá khứ. Bố lại mắng mẹ như thế là mẹ con buồn. Giờ tao cũng đang hối hận lắm đây. Thế bố phải hành động luôn đi ạ. Sắp đám cưới của con với Tuyết rồi, bố không làm lành nhanh với mẹ thì còn làm ăn gì nữa à? À, tao biết rồi. Mà mày đi đâu thì mày đi đi, nói nhiều quá. Dạ vâng, thế con đi luôn đi ạ. Con chào bố ạ. Kìa em, anh biết là anh sai rồi. Em cho con cún về nhà đi, rồi gia đình mình bốn người lại đoàn tụ. Giờ anh mới biết là anh sai ấy, thì đã muộn rồi. Thôi mà, đừng giận anh nữa. Cho anh gặp con nhá. Không, anh đi về đi. Con cún nó ngủ rồi, anh đi về đi, hôm khác gặp. Mà em cũng thấy anh ấy thành thật hối lỗi. Hay chị tha lỗi cho anh ấy đi, cho con cún về nhà, cho cả nhà cùng vui. Không. Em làm sao ấy? Anh đã hứa là từ sau anh sẽ không mắng em nữa cơ mà. Anh thực sự chẳng hiểu cái gì cả. Ai cũng có quá khứ thôi. Anh có thì em cũng có. Đằng này anh cứ khăng khăng buồn bực theo ý của mình. Anh không hiểu gì cho em cả. Em thật sự rất là thất vọng khi mà anh là người ích kỷ như thế đấy. Anh ích kỷ thì cũng là vì anh thương em. Anh sợ mất em thôi. Thôi được rồi, chị đưa cái cún về với anh đi. Em thấy anh ấy đáng thương lắm rồi đấy. Em cho anh xin lỗi. Anh hứa từ sau anh sẽ không như thế nữa. Thời gian vừa qua không có em và con ở cùng, anh ăn không ngon, ngủ không yên, cứ bồn chồn lo lắng kiểu gì ấy. Anh đi về đi, trình bày dài dòng ấy nhở. Thế em tha lỗi cho anh rồi về cùng anh nhá. Em muốn ở đây một thời gian cho nó khuây khỏa đã. Thế một thời gian là đến bao giờ? Bao giờ là tùy ở em nhá. Này. Thôi anh đi về đi, chị đang bực. Bây giờ để nguôi nguôi thì em khuyên nhủ cho nhá. Thôi được rồi, chăm sự là anh nhờ gì đấy nhá. Em biết rồi, cho anh đi về đi, em sang nhà cái Tuyết đây. Trông xa thì thấy hơi gầy, lại gần thì thấy cũng đầy đặn ghê. Thằng nào dình mò ngoài đấy đây? Nhà có chó dữ lắm đấy nha. Ôi dồi ôi, chó à? Hello.
bố lô số, casino, răng hơi hố. Ô này này này, cái anh kia, anh là ai đến đây anh bảo răng ai hồ đấy? À không, ý anh là anh chào em. À, vâng, chào anh. Thế anh đến đây có việc gì đấy ạ? Anh xin trân trọng, trịnh trọng, long trọng giới thiệu với em. Anh là Adam Quang, Việt Kiều từ Đức mới về. Rất hân hạnh được làm quen với em. Khiếp, giới thiệu hoành tráng thế. Sao anh không lấy tên là Adam Trọng luôn đi? Em cứ vui tính. À, mà anh hỏi khí không phải. Em có phải là Ngọc Ngà không? Phải, thế anh tìm tôi có việc gì? Ôi, may quá. Anh thú thật là anh quá kết Ngọc Ngà rồi. Nhất là cái lúc mà em chọc phao câu. Này này này, anh ăn nói cho cẩn thận đấy nhá. Ấy, em cứ bình tĩnh. Ý anh là cái hôm em chọc phao câu để nhặt cái lá ở sân ấy, làm anh về cứ xao xuyến mãi, nên anh quyết phải cưa được em. Này, tôi cảnh cáo cho anh lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng nhá. Tôi là người đã có gia đình, chồng con đàng hoàng, anh chưa biết à mà còn định tán tôi. À, cái đó thì anh biết, nhưng mà quan điểm của anh nó tân tiến lắm. Ván đóng thuyền thì đã có búa nhổ đính. Hơn nữa, lão chồng của em cũng hết đát rồi. Này, tôi nói cho anh biết nhá, anh mà còn nhắc lại chuyện này một lần nữa thì đừng có mà trách tôi. Em bình tĩnh, nghe anh nói đó. Em như là đóa hoa nhài, chẳng may cắm vào bãi, ơi, lãng phí hết tuổi thanh xuân. Em cứ nghe anh, bỏ quách lão già đi, về anh nuôi. Con em, anh nuôi, anh đưa qua bển, có vẻ sướng hơn không? Ôi, cứ nghĩ đến cuộc sống có Ngà bên cạnh, thật là hạnh phúc. Này thì hạnh phúc này, anh đã tỉnh ngủ chưa? Đứa nào hất nước vào mặt ông đấy? Con này hất đây, mà không phải là nước đâu, xăng đấy nhá. Có biến đi không, hay để đây khuyến mại cho thêm mồi lửa? Ừ, đúng xăng thật rồi. Sao em ác thế hả Ngà? Thôi, anh không cưa nữa, anh về đây. Yeah, tất cả là nhờ tao đấy nhá, đa mưu túc trí. Mà mày dạy nó mấy câu tiếng Anh hay phết đấy. Thôi, cả ba vào nhà ăn mừng đi, đuổi được cái bóng đeo bám mẹ suốt bấy lâu nay rồi. Ok, em hy vọng lão ta và ông Huy không quấy rầy chị Ngà nữa. Tao cũng muốn thế. Cháu còn muốn thế hơn gì đây, không có mẹ bố con cháu cơm nước dở quá. Để em trổ tài cho anh nhá. Thôi, cả ba đứa cùng trổ tài nhá. Ok, thôi rồi, đi. Thằng kia. Sếp, tình hình sao đấy, như nào rồi hả sếp? Như cái gì mà như? Mày mối lái kiểu gì mà con bé nó giữ như chó đẻ, nó hất cả xăng vào người tao đây. Ôi, ui sao thật ấy, sếp ạ, sợ quá, sếp bản mình phút nhá. Mày bị điên à? Bực hết cả mình. Nhưng mà em thấy con bé đấy nó lành lắm đó mà, làm sao nó hất được xăng vào người sếp nhỉ? Nó lành quá đấy. Tao mà không chạy nhanh thành bó đuốc di động với nhà nó rồi đấy. Bực cả mình. Anh tính về lần này là để lấy vợ, mà không ngờ lại gặp cái con bé. Em nghĩ là sếp về đây bán để chơi, nhưng ai nghĩ là sếp muốn lấy vợ thật đâu. Chơi là chơi thế nào, con bé này nó ghê gớm thật, nhưng mà anh thích. Chú biết ấy, nó có chồng rồi, nhưng mà chồng nó già. Anh thì đang tính sẽ đập chậu cướp hoa. Chú xem có cách gì chỉ cho anh với. Ngủ ông anh mặt thật đấy. Thế đợi em tí để em tính đó. À, em có ý kế này. Được ăn cả ngã về không? Sếp muốn nghe không? Chỉ anh với. Lại đây. Hôm nay anh sang đây nhé, quyết tâm đón bằng được hai mẹ con em về. Dạo này tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng đấy, mà không có hai mẹ con, anh cảm thấy trong người bứt rứt lắm. Và cũng không thể để cho hai mẹ con đi xa nhà lâu thế được. Nhỏ. Thế anh đã biết lỗi chưa? Anh biết lỗi và hối hận lắm rồi. Thật sự là mấy hôm mà không có mẹ con em ở cùng, anh không ăn không ngủ được. À, em nhìn xem, gầy trơ xương rồi này. Ôi, gầy thế á? Thôi được rồi, em cũng muốn về xem nhà cửa thế nào. Thế em nên đón con đi, xong anh ra lấy xe thì hai vợ chồng mình với con cùng về nhá. Em muốn để con cún ở lại đây chơi với ông bà cho vui. Mấy hôm nay bệnh hơi bà lắm, mỗi đứa cháu. Thôi được rồi,
tất cả là chiều theo ý của em nhá. Ê, bây giờ em đi lấy cái đồ đi, xong thì anh chở em về, tiện thể qua chợ làm con cá về để còn tẩm bổ cho ngọc ngà châu báu của anh chứ. Dạ. Được rồi, thế anh ra lấy xe đi, em lên chuẩn bị đồ nhá. Ờ, ok. Còn lâu mới thoát được đâu chứ. Anh bảo, hả? Bây giờ em đứng đây đợi anh một tí, anh chạy ù trong chợ làm con cá về nấu canh nhá. Ờ, được. Thế em đi nhanh nhá. Nhớ đứng đây đợi anh ạ. Hôm nay nhá, mua được con cá hơi bị to luôn, thao ăn. Anh định làm gì đấy? Hả? Tránh sang một bên. Tránh luôn. Con này xuống. Đi. Lại. Làm gì vợ tôi đấy? Vợ ơi, anh đây. Sướng nhất đại ca nhá. Đại ca ăn xong cho em ăn với nhá. Mày im mồm, biết cái gì? Ôi, em yêu dấu của anh. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Cho anh hôn cái nhá. Chết nhầm rồi. Cho hôn thế nào anh Diệp trai? Anh hâm mộ em lâu lắm rồi phải không? Bắt cóc như thế này lãng mạn như trong phim ấy. Không phải đâu. Kìa mày, cứu tao. Ui đại ca, anh nhầm người. Em ơi. Ôi này, anh đẹp trai ơi, còn chàng nữa thế nào? Đồ quỷ sứ, người đâu mà thích thế. Đây rồi. Anh đi đâu ấy? Sao em lại đứng ở đây? Thì em đợi anh từ nãy giờ làm gì? Thế mà làm anh cứ đi. Mà thôi, lên xe đi, anh trở về. Đi gì? Sao nhở? Đi đi. Đi. Này, anh tưởng em bị bắt cóc rồi chứ? Bắt rồi nào? Anh mơ ngủ à? Thế lúc nãy anh vừa đèo ai nhỉ? Lại tranh thủ liếng phéng đi với con nào gì? Ai đâu? Không, làm gì có chuyện đó. Thôi, mình đi về nhà đi. Ngày gì mày thế chứ, tí đánh rơi mất vợ. Anh nói anh tình cái gì ấy? Không,